Nhi thì mới học xong thì vô chỉ là phục vụ thôi. Mình thì quản lý nguyên một cái chỗ nhà hàng mà mình coi như là đi vòng vòng coi là ra quán ăn các kiểu rồi đó. Mà cái bé này thì rất là hậu đồng, mà ra đồ ăn thì sai hoài, giống như là la hoài đó. Người Hoa giống như người ta nói lớn tiếng vậy đó. Bé thì cũng giống như là la nhất quán á, càng la thì càng làm sai. Cái này mới là dữ. Trời ơi, mỗi lần mà Cường nghỉ ca mua trà sữa vô ăn mừng. Đây là người tỏ tình với người kia. Dạ là em. Dạ đúng chị rồi. Lai người yêu. Dạ. Tự nhiên. Sao anh hay vậy xin đó? Em đáng. Dạ mình là tên Cường thì em là người Hoa. Bởi thành ra cái tiếng Việt của em nó không có được giỏi lắm. Cường năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ em 43 tuổi, công việc là làm bếp. Trước đây thì mình đã làm nhà hàng bên New World. Thì bây giờ hiện tại mình đang công tác tại Mỹ. Tức là mình là được đại diện qua bên Mỹ mình làm. Ồ, là Cường Đà Lạt ở Mỹ hả? Dạ. Ủa vậy đó hả? Dạ. Rồi về đây tham gia chương trình Vợ Chồng Son. Dạ. Mời bà xã của Cường giới thiệu cho mình. Dạ, em xin chào cô Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Em tên là Hồng Nhi, năm nay em 29 tuổi. Hiện tại em đang làm kinh doanh thời trang online. Bây giờ kể chuyện cho anh Hận nghe đi. Cái cơ duyên nào mà Cường với Nhi gặp nhau? Cường lúc đó thì đang làm bên nhà hàng New World. Nhi thì mới học xong thì vô chỉ là phục vụ thôi. Mình thì quản lý nguyên một cái chỗ nhà hàng mà mình coi như là đi vòng vòng coi là ra món ăn các kiểu rồi đó. Mà cái bé này thì rất là hậu đồng, mà ra đồ ăn thì sai hoài, giống như là la hoài đó. Người Hoa giống như người ta nói lớn tiếng vậy đó. Bé thì cũng giống như là la nhất quán á, càng la thì càng làm sai. Tức là la xong rồi người ta rung quá, người ta không biết phải làm sao cho đúng á. Dạ đúng rồi. Mất phương hướng luôn. Dạ, quán làm dạ, sai. Đúng, dạ đúng. Đâu con nói cái cảm giác của con lúc đó coi. Lúc đó em bị ảnh la vừa tức mà vừa buồn nữa. Tại vì ở nhà được ba má cưng chiều quen rồi, lần đầu tiên đi ra ngoài làm á lại bị một người đàn ông như vậy mà la, cảm thấy buồn và tự ái lắm. Nhưng mà sau đó thì có về nhà suy nghĩ thì nghĩ là ảnh la mình cũng đúng rồi, mình về mình cố gắng mình sửa, mình tập từ từ. Cái công việc cụ thể của Nhi là gì? Dạ công việc của em là order. Order. Dạ. Order nó quan trọng lắm nha. Đúng rồi, thì phải sai một cái ra làm cho hết. Cho nên lúc đó chưa có quen với công việc thì hay order sai lắm. Dí không có hiểu, mà dí không hiểu thì bếp làm sai thì ra không có đúng thức ăn, khách phàn nàn thì bếp bắt buộc là phải la cái người order. Đúng rồi, bị phạt và phải bồi thường cái phần mà sai đó. Dạ. Tại vì làm năm sau rất là khó. Dạ. Cái này mới là dữ. Trời ơi, mỗi lần mà Cường nghỉ ca mua trà sữa vô ăn mừng. Tại vì ông la quá. Vậy đó hả? Tại vì ông hôm nào mà ảnh nghĩ á là giống như là được trúng số vậy á. Tôi giờ hỏi này, lúc đó là Cường đã có người yêu chưa vậy? Đó thì cũng có người yêu. Có người yêu rồi cho nên là xung quanh mình tất cả những cô gái là làm lỗi là mình la hết. Đúng. Mình không có cần có ý định cua ai đúng không? Lúc đó Nhi có người yêu không? Dạ có, lúc đó con có người yêu. Nhiều lúc á cãi nhau với người yêu á là coi như là con quên hết tất cả mọi thứ luôn. Có lâm trạng. Con nít nó vậy đó. Cái này bao nhiêu năm rồi? Tầm khoảng 8 năm rồi. Nít mà, nít vậy thì sao mà lại là đến được với nhau? Suy nghĩ hoài, nghĩ quá da đó. Ai là người tỏ tình với người kia? Dạ là em. Dạ đúng chia rồi. Chia tay người yêu. Dạ. Tự nhiên. Sao anh hay vậy xem đó? Em đáng. Em đó. Chia tay người yêu mà tổng vô đang thất tình tự nhiên gặp ông này. Ông tại, tại sao không cua ông khác mà đi cua ngay cái ông mà mình không ưa? Tại vì tiếp xúc ông này nhiều. Ông cua trong bếp mà thì cứ mà order, nhưng mà điều tại sao lại cua cái ông này? Em chia tay với người yêu thì em buồn, mà em có cái tính á, mỗi lần mà chia tay với người yêu á là em phải tìm một cái người mới để quen, để quên đi cái người cũ. Thế là bắt đầu lúc đó là mới bắt đầu chơi Facebook, vô cái danh sách bạn bè để tìm coi có trai đẹp nào không để cua. Cái lướt cái ấn tượng thấy ngay ông này luôn là em mới ấn tượng. Trời đất ơi, ông này vậy mà cũng chơi Facebook nữa. Thôi để vô nhắn tin thử coi sao. Cái nhắn tin lúc đầu ổng đâu trả lời đâu. Nhắn tin cũng lâu lâu mấy ngày nhắn, lâu lâu cái nhắn mà không bao giờ thấy xin hết trơn á, chỉ thấy tin nhắn gửi thôi. Tại vì ổng lo, ổng bận làm bếp mà. Thấy vậy, ổng bắt đầu đăng status hay là đăng hình ảnh á, bắt đầu vô comment luôn. Cái ai ngờ đâu cái có một ngày ổng trả lời lại, mừng quá. Cái hai đứa bắt đầu nói xàm vậy đó. Thấy ổng cũng vui tính, mà bây giờ cũng chưa quen được ai. Để thả thính ổng coi ổng có dính hôn dính thôi. Lúc đầu cũng lạnh lùng lắm, không có trả lời đâu. Nói cho qua câu chuyện thôi. Cái có một ngày ảnh mới nói là bây giờ á chúng mình quen nhau đi. Em mới nghĩ chắc nói chơi thôi, thôi kệ quen chơi đi, được thì đủ đường thôi. Cái ai ngờ đâu cái quen được một thời gian, thấy ảnh cũng tốt, cũng thương, cũng quan tâm. Cái tự nhiên cái từ giả cái thành thương thật, hồi nào không hay luôn. Ủa nhưng mà lúc đó người yêu của Cường đâu? Dạ lúc đó thì chia tay rồi. Thế là lúc đó là khi mà em quyết định là em tỏ tình với cô này là mình yêu nhau đi á, là lúc đó là em đã để ý cô này thiệt chưa?
hay là chỉ là buồn cô kia rồi quen cô này? À, đúng rồi, buồn cô kia quen cô này cho nó giống nhau, nó giống nhau đó. Trời ơi, thì xàm xí được bao nhiêu lâu thì chính thức hai đứa yêu nhau? Dạ cũng tầm khoảng 4 tháng 5 tháng gì đó. Còn có hay đi chơi với nhau? Dạ lúc đó là ảnh đang ở bên Mỹ. À, rồi bao lâu thì chờ Cường mới về đây để cưới vợ? Tức là cái khoảng cách đó thì em có về, mà lúc em gặp vợ em á thì lúc đó vợ em không có, chưa, hình như là chưa có cao tới vậy. Sao kỳ vậy? Lúc đó không biết sao mà. Dạ lúc đó mới 21, 22. Chị nói nghe con gái nó cao tới 23, 24 nó mới hết cao rồi. Wow. Hai người yêu nhau cũng lâu ha. Dạ. Rồi tiếp theo đi. Thấy chị nói chuyện á, biết quan tâm người lớn rồi thương nhau thì đó đó, thì mình là thương ba mẹ nhất, thì mình cũng kiếm người vợ là thương ba mẹ giống mình. Ở đây đúng là đối tượng mình lựa chọn rồi. Dạ. Sau đó là đi chơi với nhau. Dạ. Rồi có nụ hôn đầu tiên chưa? Nói cái nụ hôn đầu tiên, hình như là em nhớ là còn 2 ngày nữa là lễ 30 tháng 4. Cái ngủ mình đi Vũng Tàu. Bà này bà gan lắm. Bà dụ mình, bà kêu mình á là lấy đồ các kiểu rồi đó. Bà gớt cái mũ, cái mình xuống mình lượm cái mũ cúi lên bà hùng mình. Gớt nụ hôn của em luôn. Dạ. Rồi trước đó em có gài hôn ổng? Dạ có, gài hôn mấy lần luôn. Dạ. Hôm đó là hai đứa hứa với gia đình á là dẫn ảnh về ăn cơm. Cái ai ngờ đâu cái đi ở ngoài trời mưa lớn quá, bắt buộc là ảnh phải về nhà em ảnh thay đồ. Em lấy đồ của ba em cho anh mặc. Ảnh tắm xong, ảnh thay đồ ra, cái em mở cửa phòng ra, em tính chạy lại ôm hôn. Cái ảnh la lên: Cái gì vậy? Xong em đứng im, em nhắm nói hết, cái em quê rồi em chạy ra luôn. Dạ tôi đúng. Không có nhiều chuyện nha, đó. Tôi không có nhiều chuyện. Ngay cả cái chuyện hung mà con bé nó cũng chủ động nó gài. Vậy thì cái chuyện ấy Nhi có gài ổng không? Dạ có, gài luôn, cũng ở ngoài Vũng Tàu luôn. Tuy là lúc đó là em với ông xã là ở chung một phòng, thế là cũng canh cái lúc mà ổng tắm, rồi canh cái lúc mà cũng quấn vậy nè, cái trang trí cái phòng cho thật là lãng mạn. Từ đó giờ á chưa bao giờ mà dám mặc đầm hai dây hết á. Cái hôm đó là hy sinh luôn, mặc cái chiếc đầm hai dây thật là sexy đẹp đẽ như vậy nè. Biết ảnh thích uống bia, thế là chuẩn bị bia cho ảnh uống. Uống xong hết rồi chỉ nói là em ơi anh mệt quá anh đi ngủ nha. Đâu có chịu, đâu có chấp nhận như vậy. Cái lôi bài ra quýnh cho tỉnh, cái nói anh ơi bây giờ đói quá đi ăn xong rồi về. Cái mới nói thôi anh ơi giờ cũng tới giờ rồi đó. Cái anh hỏi tới giờ gì em, nói thì tới giờ đó anh biết không. Anh mới nói tới giờ gì em nói đi. Nó là trời ơi quen nhau rồi làm cái gì nữa, nói anh không có biết. Nó là thôi đè xuống làm luôn, thôi đè xuống làm luôn. Anh sợ quá nói trời ơi trời ơi thôi 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 chơi luôn đi anh ơi, chơi luôn đi anh ơi. Đè xuống cởi gạch ra hết, cởi ra hết luôn. Anh có cố gắng chống cự không? Có chống cự. Trời ơi, em đè lên người ảnh, em gạch ra, em cởi ra hết luôn. Trời ơi, A Cường ơi. A Cường cái lúc rồi đó A Cường có khóc không? Sau đó A Cường có bị khóc không? Có rung động gặp không? Rung chứ, trời ơi, cái gì mà chắc là mình già hay sao, trẻ nó bạo dữ vậy ta. Nói chuyện với bả điện thoại đồ các kiểu đâu có thấy vậy đâu, tại vì bên gia đình này cũng người Hoa. Cái xong hết rồi, cái xong hỏi bả sao em bạo vậy anh sợ em biết không. Cái nói trời ơi, có thương nhau thì phải có đến với nhau chứ gì đâu mà bạo, chẳng lẽ anh không thương em. Cái mới trả lời trời ơi, nếu mà ông thương hồi nãy đâu có trao. Tổ chức xong cái đám cưới của em ở nhà hàng có nói còn cầu thôi, hên quá còn cặp này cuối cùng là do dịch. Thì tại vì trước dịch á thì em đã chuẩn bị hết các kiểu rồi. Bên đây thì lúc đó chưa có dịch, bên Mỹ á bắt đầu nó bùng dịch, gia đình thì ở bên kia thì ba má về đâu có được, chắc trở. Như vậy là các bạn tính từ cái cột mốc ở Vũng Tàu cho đến cưới là phải mất 7 năm trời. Dạ. Vậy là có mong có em bé không? Dạ rất là mong có em bé. Bốn mấy rồi? 43. Thật xấu nhau đi rồi chút nha. Rồi bây giờ kể thật xấu. Ừ, kể cái chuyện nó trước đi rồi mới chút. Bây giờ thôi cho A Cường kể trước đi. Xấu quá thì nó không có nhiều, nhưng mà có một cái là giống như con nít nha, đói lên nữa. Trời ơi, bất chấp đói lên cái là quạo. Mà có cái xấu là phải ăn cái đó, là phải đi tới chỗ đó ăn chỗ đó. Mà đi tới chỗ đó mà ăn cái đó mà không có cái đó, kêu anh đi sớm không đi, kêu anh này nọ thôi. Rồi quạo lắm. Không có cái món đó có nghĩa là nghiễm nhiên coi như là lỗi của ổng đó. Ông bị nghiệm quật, xấu tính đói, cọc và đổ lên ông xã. Dạ, khi mà đói lên nó quá rồi thôi. Mà nói chuyện giống như là nguyên một cái đường nghe hết vậy đó. Người lớn lắm, trời. Mà thường ngày nói nhỏ nhưng mà cái volume quá lớn. Dạ. Vậy thì có bao giờ mà trong cái cách gọi là sinh hoạt có đối nghịch nhau không? Đối nghịch phải nói là một trời một vực luôn. Con rất là thích cái sự gọi là cute và trẻ trung. Tức là con rất là thích mặc đồ bảy màu. Bảy màu. Dạ, thích mặc áo, ví dụ như là áo Mickey,
dịch đô nam đó, hay là có hình thú này nọ. Trong khi ổng thì anh chỉ thích một màu xanh thôi. Một màu xanh xanh chấm thêm màu vàng, màu vàng không? Dạ không, chỉ trung thành với màu xanh thôi. Rồi, màu xanh gì? Xanh dương hay xanh lá cây? Dạ màu xanh dương đó. Có khi nào mà hai đứa mà đi ra đường chơi người ta lộn là cha con không? À đúng rồi đó. Dạ à, em muốn nói vậy đó. Vậy em mặc đồ mấy cây mà có cây nói hoài đâu có nghe đâu. Ê Cường có muốn vợ thay đổi điều gì không? À, nói chung là cái gì cũng phải từ từ, đừng nóng quá. Rồi giờ tới Nhi đó. Hả? À, ông ấy có tật xấu gì? Trời ơi, ông xã của con là một người phải nói là nói rất rất là nhiều luôn. Ảnh có thể nói suốt mấy tiếng đồng hồ, mà con thì có thể im suốt mấy tiếng đồng hồ chỉ để nghe ảnh nói thôi. Trời, có không vậy? Tại vì mình dạy nghề mà. Tại vì mình nấu ăn mỗi lần mình phải diễn giả cái này cái kia. Thì giống như bà vậy, lúc nói bà đâu có nghe đâu. Thì nói bà thí dụ bây giờ em muốn đói thì em phải từ từ, cái gì cũng từ từ. Cái bà không thèm trả lời, mình nói tiếp. Tại tưởng bà không hiểu. Bà nói nhiều. Đúng. Dạ đúng rồi. Nói không cần người kia phải thẩm thấu, cứ nói. Dạ. Thứ hai nữa á, nhiều lúc á hai đứa đang bàn về một vấn đề đó, ảnh không biết lấy cái gì để thí dụ hết á, ảnh chỉ lấy bạn gái của ảnh để thí dụ cho con hiểu thôi. À, cái đó là vô duyên à. Nhiều lúc tâm trạng con vui á thì con cũng ngồi ngoan ngoãn nghe, còn nhiều lúc con bực bội á con nói sao lúc nào cũng thí dụ bạn gái hết vậy, thí dụ cái khác đi. Không, thí dụ bạn gái anh là thực tế nhất, anh thí dụ cho em biết để em rút kinh nghiệm. Dùng bà kia để dạy bà này. Dạ, đó là thật xấu nha. Dạ, đó là xấu. Không phải là xấu mà là một cái tật cực kỳ nguy hiểm. Đúng rồi, và không ý tứ. Rồi tiếp tục. Tính con lúc đang ăn á là con không có thích bị cằn nhằn. Nhiều lúc á con làm ảnh tức quá, ảnh không kiềm chế được, là cứ con vừa ngồi ăn là ảnh vừa cằn nhằn vừa nhai 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 vậy đó. Cằn nhằn trong lúc ăn, người ta nói trời đánh tránh bữa ăn. Chị đang tính nói câu đó đó. Rồi okay. Vậy bây giờ mong muốn chồng thay đổi điều gì nhất? Dạ con mong muốn là chồng con bớt nóng tính lại, bớt cằn nhằn. Được không Cường? Dạ. Rồi bây giờ này, trước khi mà anh Quốc Thuận chúc cho có con thì không biết rằng là A Cường hoặc là Nhi có một cái điều gì đó để mà dành cho nhau hay không? Vợ mình á thì lúc nào cũng muốn có cái sự cầu hôn. Em thì cái người làm bếp nó hơi khô khan chút xíu, thì em thì có một chút xíu gọi là nhỏ nhoi để biểu lộ cái tình cảm em với vợ em, là em muốn mượn cái chương trình này là em cầu hôn với vợ em. Ôi trời, wow, hay quá. Trời ông lãng mạn quá ông Cường ơi. Trời ơi, người nào làm được chút xíu. Trời ơi. Vợ là cuộc đời của anh, thì anh hy vọng sau này vợ sẽ vững chạm một chút xíu, và cuộc đời còn lại là còn anh với em hai người đi. Hy vọng em hãy cố gắng và thay đổi cho nó và cuộc sống anh và em. Này cũng có anh Bích Thượng và chị Hồng Vân làm chứng, rất là vui. Và hy vọng em chấp nhận cái cuộc cầu hôn này của anh. Hay quá. Em đồng ý. Nói được những câu này tôi nói còn không được nữa. Suy nghĩ lâu lắm mới lên, 3 ngày không ngủ mới dám định cái câu này viết. Rồi có đáp lời lại không? Hay dạ có. Rồi, tim này có còn luôn. Chúc cho A Cường và Nhi ha, dạ, hai vợ chồng sẽ thuận thảo, sẽ yêu nhau nhiều hơn nữa. Dạ. Nghe. Dạ. Và chúc cho hai đứa quý tử 1-2 tháng nữa bác sĩ sẽ báo tin vui. Quý tử. Và qua năm sau quý tử dần mèo, năm mèo, năm con mèo vàng, hai vợ chồng sẽ chào đón một quý tử xuất hiện, con trai, một thằng con trai kháu khỉnh, nếu được luôn một cặp song sinh luôn. Trời ơi. Đây là món quà tuyệt vời mà ân trên sẽ ban cho hai vợ chồng. À, xin cảm ơn Cường và Nhi. Dạ. Chút nữa chúng ta sẽ gặp lại. Giống cô gái Ai Cập á. Dạ. Con ngồi sát vô. À đó. Dạ. Anh chồng á thì nhìn giống như là người Hàn hay là người. Đó. Nhìn như Nhật người Hàn. Hay gì đó. Ừ. Xin chào anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân ạ. Xin chào hai em. Dạ. Mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, em xin tự giới thiệu, em là Vương Tuấn Minh, em sinh năm 96 và em đang kinh doanh. Ừ. Chào Tú Minh. Dạ. Đấy con em. À, em tên là Tuyền và biệt danh của em là Maria Tuyền, và hiện nay thì cũng kinh doanh với chồng và gia đình nhà chồng ạ. Em có thể bật mí chút xíu về cái công việc kinh doanh của gia đình mình? Dạ, công việc kinh doanh chính hiện nay của công ty là hàng xuất nhập khẩu ạ. Và hàng xuất nhập khẩu của công ty chủ yếu là hàng châu Âu và nhập khẩu chính ngạch độc quyền tại thị trường Việt Nam và thị trường châu Á. Nhưng mà nó là cái về sản phẩm gì? Dòng hàng là mỹ phẩm và sữa tắm, thì hầu như là sẽ là an toàn sức khỏe đến cho Việt cộng đồng Việt Nam là chính, cho sức khỏe của con người ạ. Yeah, dạ. Hay quá. Rồi bây giờ hai đứa chia sẻ cho chương trình được biết là các bạn bắt đầu quen nhau nó là như thế nào và lần đầu tiên gặp nhau ra sao. Con đã nẹp em là bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, em cũng sinh năm 1996 ạ. Hai đứa bằng tuổi nhau hả? 96 là năm nay 27 ạ. 27 đúng không? Rồi bây giờ kể cho Trình nghe đi, là hai bạn lần đầu tiên gặp nhau như thế nào và lần đầu tiên chạm mắt nhau thì ấn tượng gì về nhau?
Thực ra thì phần này thì em xin phép là em nhường vợ vào trước. Tưởng đâu em được xin phép chia sẻ hay là nhường cho vợ. Dạ. À, lần đầu tiên gặp nhau là cho em chia sẻ một chút là đợt đấy là trong đại dịch Covid lần đầu tiên. Thì trong cái quá trình làm việc của em, tức là em làm việc nghề khác, nghề chính của em là nghề khác thì kiếm rất là nhiều tiền, nhưng mà vì đại dịch Covid nên là bị trì hoãn lại, cho nên em suy nghĩ là mình sẽ trở về cái công việc đầu tiên mà mình được học tập, đấy chính là học y và làm về da. Thì em có xin vào một cái spa, mẹ chồng lúc đấy mới khai trương một cái spa mới và em xin vào làm nhân viên thôi ạ. Thì cái cảm xúc lúc đấy, à cái những cái tư duy lúc đấy mà được nghe về chồng, được hình dung về chồng là một người, qua mẹ chồng kể ạ, là một người học giỏi này, thông minh này, có đầu óc kinh doanh, và lúc đấy em tưởng tượng là ông ấy sẽ đầu to mắt cận này kia. Nhưng mà cái ánh nhìn đầu tiên khi gặp là trời ơi, xăm trổ, đội mũ, quần áo màu đen và trông rất là hầm hố, tức là khác hoàn toàn với tưởng tượng của mình. Ở lúc ấy có hơi sợ một xíu bởi vì không phải là một người như mình đã tưởng tượng và nó khác trái ngược hoàn toàn luôn, hơi sợ. Đó. Nhưng mà là bạn này có du học ở nước ngoài không? Dạ là... không. Dạ không ạ, bạn ở Việt Nam ạ. Nghe cái... là bao nhiêu là chủ tịch kể bao lâu thì mới gặp bạn này ngoài đời? Chủ tịch kể đâu đấy khoảng một tháng, một tuần thôi ạ. Tức là thời gian nó rất là nhanh, từ trong một tuần đến ba tuần thôi ạ. Tại vì lúc đấy là cơ sở mới khai trương và phải chuẩn bị setup rất là nhiều thứ. Thế cho nên là mẹ chồng nói chuyện với một người khác, nhưng mà có em ngồi ở đấy thì em có nghe lén, được. Nghe được là con trai mẹ ngoan lắm, con trai mẹ đẹp trai này, học đầu óc kinh doanh giỏi ABC các thứ. Thì lúc đấy em tưởng tượng trong đầu rất là một người rất là, không phải là người kiểu dạng như là thanh niên vui chơi ham chơi gì đâu ạ. Nhưng mà cái cảm giác lần đầu tiên thì rất là sợ. Đội mũ đen, sau đó mặc đồ màu đen và xăm trổ đầy mình là sợ lắm ạ. nhưng mà cái spa đó là của mẹ. Dạ, chứ mẹ không có liên quan gì tới chồng. Đúng rồi. Không là chồng em không đúng có rồi. Mục đích mẹ dựng lên chỉ là để mẹ cho tất cả các bác sĩ và các chủ spa được trải nghiệm cái sản phẩm mình mang từ châu Âu về. Chứ không phải mục đích kinh doanh là tôi bán hàng kiếm tiền trên dịch vụ đó. Đó, và mẹ chấp nhận đầu tư một khoản tiền rất là lớn mà mình thấy người chủ này có tâm quá. Và khi làm thì mình càng làm mình càng hiểu hơn. Thế hôm ấy chủ tịch đến làm gì đấy? Dạ, chủ tịch bao quát giám sát thôi ạ. Thế hôm đến coi như là để xem xét thôi. Vâng, đúng không? Vâng. Thế mà lại hầm hố xăm trổ như thế đấy. Sợ không lắm. Chủ tịch là mẹ. Chủ tịch là mẹ chồng ạ. Thế hôm chồng đến làm gì? Thế hôm chồng hôm ấy em đến đó làm gì? Thực ra một tháng sau mới tới. Em thăm cơ sở mới thôi. Đến thăm thôi gì? Thì đến xem cơ sở hoạt động vận hành như nào. Nhưng mà trong các nhân viên mà làm việc ở đó thì là mình, tại sao mình lại để ý cô gái này? Thực ra thì em có biết đến vợ em từ trước đấy rồi. Nghĩa là biết trên đâu? Vợ em ngày xưa có làm review của một cái kênh trên YouTube. Thì em có một người bạn đến nhà chơi thì có giới thiệu cho em là có một cô này review tên lạ lắm. Tại vì đấy cũng là cái chương trình em hay xem nên là em tò mò em xem thử. Thì lúc đầu thì em không có cảm tình gì nhiều, không có cái gì mà để mình ấn tượng cả. Thì nhiều khi mình cũng nghĩ là thôi mình gặp xem thử xem như nào, tại vì chưa biết người ở trên TV với cả người ở ngoài thì nó sẽ khác nhau như nào. Mà vô tình lại gặp. Vâng, nên là em chủ đích em đến đấy để em gặp cô này. Vâng. Thế xong thì em thấy thế nào? Thực ra thì em thấy bình thường. Tại vì mục đích chính mình đến chỉ để xem thôi, chứ không phải có ý định hay gì cả. Một người thì thấy rất đối tượng kia bình thường, còn người bên này thì thấy đối tượng này nó rất là khác thường. Vâng. Đúng không? Vậy thì sao lại là làm sao mà đến với nhau được hả? Dạ, tại vì là thật ra là cho vợ xin phép kể nhá. Tại vì là thật sự là con không có yêu chồng con, em không có yêu chồng em ngay từ cái lúc nhìn đầu tiên hay là trong quá trình tìm hiểu nhau, không có yêu sớm đến như vậy. Mà thật sự là yêu mẹ chồng nhiều quá. Mẹ em mất từ khá sớm, cách đây 6-7 năm rồi, nhưng mà đến khi gặp mẹ chồng thì mẹ chồng luôn tạo cho mình những cái thứ cảm xúc rất là đặc biệt. Quan tâm, lúc ấy chưa phải là mẹ chồng mà chỉ là sếp, là chủ tịch thôi ạ. Nhưng mà quan tâm đến mình rất đặc biệt và nhìn thấy cách của sếp quan tâm nhân viên, quan tâm khách hàng và dùng cái tâm để làm ăn, để kinh doanh. Mặc dù nó khó khăn chậm nhưng mà đâu đấy mình nhìn thấy cái sự lương thiện từ con người đấy. Và em nghĩ là mình, nếu như mình lấy một người con của một người tử tế thì chắc chắn là cái người con này sẽ tử tế. Đó. Thế nên là khi mà mẹ đẩy thuyền cho hai đứa đến với nhau ấy thì... tức là chính mẹ là người đẩy thuyền. Dạ vâng, mẹ luôn tạo cơ hội cho hai đứa được làm việc với nhau. Khoan, anh hỏi, ở trong một spa như vậy thì có rất nhiều nhân viên nữ. Dạ. Thế thì tại sao mẹ lại không đẩy thuyền cho con trai mẹ với các nhân viên khác, các cô gái khác mà là đẩy thuyền với con? Cái này thì em cũng chưa từng hỏi mẹ, nhưng mà em nghĩ là có thể mẹ nhìn đầu tiên là cái ngoại hình. Ngoại hình khi khả ái thì đâu đấy sẽ có một cái thiện cảm. Thứ hai là do cách làm việc, có thể mẹ nhìn thấy em khá là hiền lành và có thể phù hợp với con trai mẹ. Và đến bây giờ thì em thấy là em không phải là một người hoàn hảo nhất, nhưng chắc chắn em là một người phù hợp nhất với con trai của mẹ. Rất tự tin. Đó. Thế còn Minh,
Dạ. Tại vì thấy cô này cũng không có gì bình thường cả. Vậy tại sao mẹ lại đẩy Thuyên mà Minh lại? Thì thực ra thời gian đầu thì công nhận là anh cũng ra hỗ trợ cái cơ sở đấy thật. Thì thời gian đầu hỗ trợ thì cũng hỗ trợ luôn cả vợ em bây giờ là những cái công việc mà vợ em không biết. Thì kiểu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, tại vì ở gần nhiều cũng thấy là cô này cũng nhẹ nhàng, cũng hiền lành, tử tế. Nên là nhiên bén đến lúc nào không biết. Nhưng mà lúc đó là mẹ chồng có cất nhắc con, cất nhắc em lên một cái gọi là... Dạ không ạ. Mẹ chồng con khá là nghiêm khắc. Mẹ chồng con khá là nghiêm khắc trong cái chuyện học hành, làm ăn và kinh doanh. Cho nên là mẹ em có một cái tư duy và mindset rằng các con muốn làm sếp thì các con phải đi từ nhân viên để các con hiểu từng vị trí và vị trí trong công việc nó như thế nào. Thậm chí đến bây giờ chưa chắc mình đã làm sếp đâu ạ. Vậy thì bao lâu thì hai đứa mới có buổi hẹn hò đầu tiên? Em nghĩ là sau khoảng từ lúc gặp nhau đến cái lúc đến buổi hẹn đầu tiên thì nó rơi vào tầm hơn một tháng. Hơn một tháng. Gớm lâu thế. Gớm đến hơn một tháng. Đó là lần đầu tiên đi chơi với nhau đúng không? Vâng, lần đầu tiên đi chơi riêng với nhau. Còn những lần khác thì đều ở công ty, ở spa từ hết nên là không có thời gian. Đi đâu? Hai đứa đi đâu? Lần đầu tiên thì tại vì lúc đầu vợ em có hỏi em là em có uống được bia rượu không? Thì em cũng trả lời không thành thật cho lắm. Em bảo là em không uống được. Thì nghĩa là cái tâm lý của vợ em nghĩa là biết em không uống được bia rượu lại càng thích rủ mình đi uống bia rượu. Thế là lần hẹn hò đầu tiên là em cho đi ăn uống các thứ, ăn uống bia rượu. Sau cái lúc ăn uống bia rượu thì em có rủ vợ em lên một cái quán pub của bạn em làm. Thì hai đứa lên đấy lại uống rượu tiếp. Trời ơi, lúc ấy em say mềm luôn, em không biết một cái gì. Tức là từ quán nhậu trở đi là em không còn nhớ gì hết nữa. Cho đến sáng hôm sau mở dậy là ở trong phòng của chồng em luôn. Wow. Mở mắt dậy là ở trong phòng chồng em luôn. Nhưng mà có một cái ấn tượng đầu tiên sau cái buổi hẹn hò đầu tiên đấy là em cảm thấy người đàn ông này là người mà em có thể tin tưởng được. Đấy là buổi tối ngày hôm đấy mặc dù hai đứa rất say và cái cảm xúc nó dâng trào lên rất là nhiều, nhưng mà chồng em không hề động người vào người em một chút nào trong cái buổi tối ngày hôm đấy để cho em ngủ. Tức là đến ngày hôm sau em dậy và em thấy là người đàn ông này rất là tử tế. Với một người phụ nữ mà người ta đã có một chút tình cảm với mình, đi uống rượu, đi chơi, đi pub, rồi mặc quần áo, váy vóc các thứ đi chơi như vậy, thì lúc đấy đàn ông tâm sinh lý mà mình không thể nào mà mình biết trước được. Đúng rồi ạ. Nhưng mà chồng em thì không ạ. Hay quá. Và sau bữa đó là càng càng ngưỡng mộ bằng ấy. Càng thấy ngưỡng mộ hơn. Nhưng mà thế còn lần thứ nhì? Khoan, nhưng mà cái lần nó đi về là có mẹ ở nhà không? Thực ra là có. Mẹ biết không? Thực ra lúc đấy là về cũng muộn lắm rồi nên là mẹ em cũng không biết. Chắc mẹ ngủ. Nhiều khi mẹ biết mà thôi mẹ lơ luôn. Dạ cũng đúng đấy ạ. Mẹ chồng đấy là em đúng như em nói ngay từ đầu chương trình là em rất yêu mẹ chồng, yêu trước khi cả em yêu chồng em. Mẹ chồng em có biết là em về đấy về nhà chồng em với chồng em trước khi bọn em cưới đi chăng nữa, nhưng mà mẹ rất ủng hộ. Và mẹ tức là mẹ dạy bảo rất là nhiều, nhưng không như những người phụ huynh khác là mình cấm đoán hay mình miệt thị cái người phụ nữ đó hay là người con gái đó, nhưng đây là chỉ bảo làm thế nào để có thể hòa hợp được cả gia đình nhà em và cả gia đình nhà chồng em. Lần đầu có đưa về lần hai không? Dạ có chứ ạ. Lần hai như thế nào? Có trong tình trạng say xỉn nữa không? Không ạ. Những lần sau là không say xỉn nữa rồi. Tại vì sau cái lần đầu thì vợ em cũng biết là em uống bia rượu tốt được như nào. Thì lần sau cũng không rủ nữa. Thật ra thì em là con gái, mẹ thì mất sớm, hai chị em thì ở riêng một nhà, bố thì ở nhà khác. Cho nên là bố rất là chặt con, không muốn cho con đi chơi buổi đêm, buổi tối về muộn. Nhưng mà em đấy, được một lần thì sẽ có được lần thứ hai đấy ạ. Thế cho nên là khi mà đi được một lần rồi nó cứ trốn bố buổi tối đi làm về 8 giờ sạch sẽ ăn cơm cho em ăn xong là 8-9 giờ là chồng em xuống đón đi lên nhà chỉ đi ngủ để sáng sau đi làm thôi ạ. Chỉ như thế ạ, chỉ đến đi để đi ngủ và sáng sau đi làm thôi. Và bố em không hề biết, cho đến một ngày bố em biết thì em rất là sợ. Em sợ lắm. Đến bây giờ kể lại mà tim vẫn đập thình thịch. Là Hoàng là ở riêng hay là ở chung với bố? Dạ ở riêng với bố. Bố ở gần đấy thôi chứ bố không ở chung với các con để cho các con có cuộc sống độc lập hơn. Nhưng mà buổi tối đi qua bố trách cam ạ, nhà có cam, bố trách cam ạ. Thế rồi sao không, nói là bố biết rồi là bố. Bố gọi điện ạ, lúc ấy là con chồng em vừa mới đón em lên xe máy đi được khoảng một đoạn rất là ngắn thì bố gọi điện. Con đang ở đâu đấy? Con có ở nhà không? Mặc dù là bố đang ở nhà nhưng bố gọi điện như vậy bởi vì bố biết là em không có ở nhà. Thế nên là em rất là sợ, em phải nói dối là con đi ra ngoài, con lấy đồ này kia xong rồi con về luôn. Sau đấy là em lại phải đi về nhà. Vậy hả? Về nhà chờ bố đi xong lại đi ạ. Rồi như vậy là qua bên nhà bạn trai.
đúng không? Đúng là tối là tá túc bên đó. Vâng. Rồi tối có sinh hoạt và trò chuyện với chủ tịch được không? Dạ về sau thì có ạ. Về sau thì chủ tịch biết rồi. Và giống như là ở chung nhà luôn á đúng không? Vâng, chủ tịch biết rồi thì chủ tịch còn khuyến cáo về cái chủ tịch còn ủng hộ việc đi làm xong về nhà tắm rửa ăn cơm cùng. Tức là không phải về nhà xa xôi nữa bởi vì nhà em khá là xa. Đấy còn bố thì bố vẫn không biết cho đến khi có bầu. Lúc ấy bố mới biết. Dạ, lúc ấy bố mới biết. Lúc đó phản ứng của bố là sao? Em nghĩ là bố sẽ rất là sốc và bố cũng buồn lắm ạ. Tại vì em không phải là người dám nói cái chuyện này với bố lần đầu tiên. Vì em rất sợ vì bố em rất là nghiêm khắc. Em là con gái đạo gốc, mẹ mất sớm. Và xung quanh họ hàng thì các cụ rất là cổ hủ, chưa được văn minh lắm. Người ta vẫn sống theo cái truyền thống của gia đình Công giáo là phải học giáo lý hôn nhân, không được có bầu sớm. Mà trong khi đó em thì con gái đi làm sáng tối xong rồi có bầu sớm, có bầu trước. Em rất là sợ nên em không có dám nói. Nên là ngày hôm nay chắc nếu như bố có xem được chương trình này bố mới biết là em đi chơi đêm nhiều như thế. Lên nhà bạn trai nhiều như thế. Thế rồi sau đó thì là làm đám cưới luôn. Sau khi có bầu thì bọn em vẫn phải học giáo lý hôn nhân. Thông thường thì bọn em phải học giáo lý hôn nhân từ 3 đến 6 tháng. Nhưng lúc đấy lại vẫn là đại dịch đấy ạ. Thì bọn em có xin học giáo lý hôn nhân để được ăn hỏi trước thôi. Và bọn em mới cưới cách đây 1 tháng. Nhưng mà cùng đạo không? Dạ không, chồng em không có đạo. Mình là đạo Phật. Dạ vâng. Đúng rồi. Rồi khi mà chủ tịch biết tin thì sao? Chủ tịch biết tin thì lúc đấy em thấy thái độ của mẹ vừa mừng vừa lo. Mừng bởi vì em nghĩ là mừng vì con trai mình đã có con và mình đã có cháu. Nhưng lại lo là lo không biết là con mình đã trưởng thành chưa để được làm bố làm mẹ. Đó. Nhưng mà là bé là nay là mấy? Bạn được 15 tháng. 15 tháng. Con trai hay con gái? Dạ, con trai ạ. Con trai. Ôi thế là có chi giống rồi, là cụ bà nội là sung sướng lắm rồi. Đúng không? Đúng ý luôn á. Lúc đầu mẹ em cũng bất ngờ lắm, nhưng mà sau thì lại bình thường, lại cảm thấy mọi thứ nó kiểu đến là trời cho. Nên là con cháu và thứ thì rất là hạnh phúc thì có thêm người thôi. Là bây giờ ở với bà nội đúng không? Dạ, vâng. Hai vợ chồng ở với bà nội luôn. Đùng một phát thì là thay đổi công việc, thay đổi vị trí. Đúng rồi. Đó, đang là nhân viên bây giờ chuyển thành coi như là dâu của chủ tịch. Thì không biết là cái cảm xúc của em á thì nó như thế nào, có bị bên ngoài thị phi này không? Em thì em không quan tâm đến cái điều thị phi. Nhưng mà em nghĩ là có đấy, chắc chắn là sẽ có. Bởi vì trong một tập thể có nam có nữ, mà nữ nhiều hơn nam chắc chắn là sẽ có thị phi. Nhưng em thì không quan tâm đến điều đấy. Em chỉ quan tâm là chồng em nghĩ gì về em, mẹ chồng em nghĩ gì về em mà thôi, chứ em không quan tâm người ngoài. Nhưng mà em bị áp lực gì? Công việc lúc nào cũng phải trong trạng thái là phải cố gắng hoàn thiện nó một cách hoàn hảo nhất theo ý của mẹ mong muốn. Hoặc là mình phải làm thế nào để cho công ty phát triển lên, để cho mẹ đỡ phải đi làm nữa. Trời ơi, mẹ em năng động kinh khủng. Em đã rất năng động rồi, nhưng mẹ còn năng động hơn em rất nhiều lần. Cho nên là mẹ giống như là một tấm gương ấy. Làm thế nào để em vượt qua được cái tấm gương đấy thì với em nó là áp lực rất là lớn. Mẹ năm nay là bao nhiêu rồi? Mẹ em sinh năm 66. À, thế là lắm ạ. Bằng tuổi chị à? Mẹ là trẻ khỏe đó, năng động và mẹ em làm việc không có một ngày nghỉ luôn. Thế cho nên là con dâu rất là áp lực. Bính Ngọ là như thế. Thực sự những tất cả những phụ nữ Bính Ngọ không, nhưng mà thực ra là như vậy nè. Nếu mẹ không đi làm mẹ sẽ không chịu được. Đúng đấy ạ. Đó, đúng cho nên là mẹ sẽ hạnh phúc trong cái công việc của mình. Đó. Hoặc là chăm sóc gia đình, chăm sóc cháu thì bà rất là vui. Chứ bà nằm một chỗ là bà không có thích. Đúng rồi, không chịu nổi ra. Thế rồi là trong cái giai đoạn mà yêu nhau như vậy á, thì có những cái chuyện gì nó xảy ra không? Có chia tay hay không? Dạ, có những cái biến cố gì cãi không? Nhau, cãi nhiếc gì không? Dạ, có chia tay chia chân gì không? Bọn em chưa một lần nào chia tay với nói lời chia tay với nhau. Mà chỉ có dừng lại ở cái mức độ là hai vợ chồng tranh luận cái vấn đề là nó quá bức xúc với nhau và nói có to tiếng thôi. Chứ không, chưa có một lần xúc phạm, chưa có một lần nói chia tay. Và sau khoảng, nói chung là trong khoảng 24 tiếng, nói chung là 2-3 tiếng đổ lại thôi, là chồng em chủ động làm lành để cho vợ bớt bị buồn, bớt bị tổn thương. Hoặc là để lâu quá nó thành thói quen, hôm nay 1 tiếng, mai sẽ thành 2 tiếng, mai 2 tiếng thì mai sẽ thành 3 tiếng, nó như vậy. Nên là em nghĩ là bây giờ giới trẻ rất là văn minh và hiện đại rồi. Và họ luôn tìm mọi cách để cho gia đình của họ được hạnh phúc. Thật ra là chắc chắn là bạn Minh này sẽ rất là yêu thương người yêu lúc đó, là bởi vì là có tin vui. Vâng, cưng lắm, lúc chắc chắn là sẽ rất là chiều chuộng. Vâng. Nhưng mà bây giờ nó có một cái vấn đề chẳng hạn như cái này giống như cái phim mà Pretty Woman á. Cái cô gái người đàn bà gọi là gì đó? Người đàn bà đẹp. Người đàn bà đẹp á, đúng Julia không? Robert. Có nghĩa là khi mà mình á, thực ra thì mình bước vào trong cái gia đình của chồng á là với tư cách của một nhân viên làm việc cho cái công ty của mẹ chồng. Xong rồi đùng một cái và mình lại bước vào trong một cái thế giới đó mà nó khác hẳn cái mà
thế giới của đúng mình rồi. Thì em thích nghi nhanh không? Có nghĩa là em có bị kiểu như là bị confused ngay cái lúc mà khi mình về á, rồi mình có thích nghi có, nhưng mà em là người thích nghi khá là nhanh và em cảm thấy rằng cái cuộc sống hiện tại của em nó quá tốt. Nó quá tốt so với cuộc sống trước đây. Em có kiếm được tiền, kiếm được nhiều tiền, nhưng em chi tiêu cũng rất nhiều tiền. Và phải sinh sống cùng với em trai cũng phải lo cho em nhiều hơn. Và bản thân mình khi chưa có gia đình thì mình sẽ lo rất nhiều thứ. Mình phải chăm em, rồi phải nuôi em rất nhiều thứ. Nhưng mà khi lấy chồng em cảm giác như là em được người khác nuôi á. Nên là em cảm thấy rất sung sướng, nhẹ nhàng. Ngày tháng này đi làm được bao nhiêu tiền cũng được, lương như thế nào cũng được, bởi vì có mình đã có chồng lo, có mẹ chồng lo, có gia đình chồng lo cho mình. Mình chỉ cần chăm sóc tốt cái gia đình nhỏ của mình và đối nhân xử thế với bố mẹ chồng, bố nhà vợ, nhà gái và nhà trai đó. Đó, còn lại thì em không phải suy nghĩ quá nhiều. Nhưng ngày xưa là suốt ngày đi gặp đối tác này, hợp đồng này có được ký không, khách này có duyệt cho mình job này job kia không, nhưng bây giờ thì không ạ. Nhưng mà mẹ của mình là có gọi là sao ta, bà có khai thác hết cái mà cái khả năng của vợ con không, tại vì của vợ của mình không, tại vì như là em nói là em về cái chuyên môn mà về da rồi về mọi thứ thì em rất là ok, thì mẹ có khai thác cái việc đó không? Ví dụ như bây giờ thay vì hồi đó là nhân viên, bây giờ bà phải cất nhắc lên để cho em quản lý em ở cái trên cái vai trò khác để cùng với bà thúc đẩy công ty á. Vâng. Thì mẹ khai thác triệt để. Mẹ khai thác triệt để và thậm chí mẹ còn thúc giục em phải đi học, con phải đi học đi, muốn làm quản lý được công ty, phát triển được công ty. Công ty phát triển tức là mình giúp được rất nhiều người có công ăn việc làm. Vậy thì mình phải đi học thêm để có đủ kiến thức thì công ty mới phát triển được. Với những gì em chia sẻ về mẹ chồng thì anh cũng nghĩ đó là điều mà chắc chắn bà sẽ phải hành động như vậy. Vâng. Tại vì chắc chắn sau này mọi thứ đều là do hai vợ chồng như là thay thế cho bà. Là Minh là con một à hay sao? Dạ vâng ạ, em có. Trời ơi. Thế thì đúng là em bị áp lực về cái công việc và cái làm sao để mà cho mẹ không có thất vọng về mình. Thực ra thì bản chất của em không phải là con một, em là con hai, nhưng mà chị em mất được hơn 10 năm rồi. Thì lúc đầu thì em là con hai thì em sẽ được cưng chiều hơn, nhưng mà bây giờ em chỉ còn một mình thôi, nên là mẹ sẽ kiểu mẹ sẽ dốc toàn tâm, xong mẹ sẽ để ý đến con nhiều hơn. Nên là vô hình chung là hai vợ chồng em sẽ bị gánh nặng về áp lực nhiều hơn. Đúng rồi. Tại mẹ giỏi quá. Đúng rồi, mẹ nói giỏi quá và mẹ rất muốn là truyền hết những cái gì mà mẹ có cho hai đứa. Vâng. Hiện tại thì mẹ vẫn đang ở Hà Nội. Dạ vâng, mẹ em có nói với em một câu, lúc đấy bọn em chưa có cưới nhau. Mẹ em có nói một câu là mẹ cũng có con gái và con cũng có mẹ, nhưng mà duyên số của mẹ con mình gặp nhau. Cho nên là mẹ coi con như con gái của mẹ, và con cũng coi mẹ như mẹ đẻ của con. Và đấy cũng là cái câu nói mà khiến em nhớ có lẽ là suốt đời, để em cố gắng xây đắp và vun vén hạnh phúc gia đình. Mẹ em mà có ở đây chắc là bà sẽ rất là vui. Bà sẽ xem có lại ở đây cái tức là thôi. Có ở phim trường này thì sẽ rất là vui khi mà nghe được cũng như là nhìn thấy được những cái điều mà em vừa chia sẻ. Hiện tại là mẹ đang ở Việt Nam hay ở đâu? Mẹ đang ở Việt Nam, tại Hà Nội. Mẹ em một năm thì cứ sang Đức vài tháng xong lại về Việt Nam, vì mẹ định cư ở Đức. Nên là chủ yếu là hai vợ chồng ở Việt Nam là chính, và cái công ty là công ty xuất nhập khẩu, cho nên bắt buộc mẹ phải sang Đức. Mẹ định cư bên đó để mẹ làm việc với đối tác bên Đức. Tuổi này rồi mà phải đi đây đi đó để mà chăm lo cho tất cả mọi thứ. Vẫn ok. Đây thì chú cứ nhìn tôi đây này, chú làm sao đấy. Đã già đâu mà Thì em có nói gì đâu. Cho em nên khen là, chứ. Cho nên em khen là... về những người phụ nữ tuổi đấy. Vẫn còn trẻ măng. Hoàn toàn là cứ yên tâm về mẹ. Hai đứa hiện giờ là vẫn cứ hoàn toàn yên tâm về mẹ. Mẹ vẫn là một cái chỗ dựa rất là vững chắc cho hai đứa. Tuy nhiên á, là sẽ phải cập nhật từng ngày một để mà đỡ đần cho mẹ. Thực ra thì để cho mẹ nghỉ ngơi, để mẹ tận hưởng á, chút nào hay chút đó. Nhưng mà nếu mà chưa được thì mẹ cũng vẫn là một cái bệ đỡ rất là vững vàng, yên tâm điều đó. Em cũng thấy như vậy. Thôi mình qua chương 2 đi nhỉ. Mình sang đến chương 2. Hai vợ chồng thấy rất là xứng đôi. Sẽ còn hạnh phúc tiếp nối nhiều hơn nữa. Và rõ ràng qua cái sự việc này chị có thấy rõ không? Là hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là lựa chọn. Nhưng mà cái lựa chọn này á là mẹ chọn. Có một phần mẹ chọn trước. Và thật ra là mẹ cũng đang rất hạnh phúc. Đúng không? Đúng và rồi. Mẹ bây giờ cho dù ở Hà Nội hay là ở Đức thì mẹ cũng đang rất hạnh phúc bởi vì cái lựa chọn của mẹ, lựa chọn con đã dâu tạo ra mẹ. Hạnh phúc cho con. Đúng chưa? Cho nên cả ba đều đang tận hưởng cái niềm hạnh phúc đó. Đơn giản, hạnh phúc là lựa chọn. Rồi. Đến dở, kia đi. Dở trang qua chương 2. Cái trang này hai vợ chồng sau hôn nhân quá. Anh chồng thì rất là hiền không? Đó, nói chung rất tử tế. Và cô vợ thì cũng rất là ngoan, rất là giỏi, rất là hiền, xinh đẹp nữa. Thì chắc không có tật xấu gì đúng không?
Dạ, tật xấu của chồng con thì tật xấu của chồng em từ khi cưới nhau về đến bây giờ thì có thể trong mắt của em chồng em quá hoàn hảo. Cho nên là em không thấy có tật xấu, và chỉ có một cái vấn đề duy nhất, đấy là đàn ông thì sẽ có cái tật lười thôi. Cái đấy không thể tránh được. Không có một người đàn ông nào quá hoàn hảo cả, nên là em cũng không có cầu toàn cái việc đấy. Mình chỉ nói mưa dầm thấm lâu ạ. Cứ ngày này qua ngày khác, hy vọng là chồng mình trong tương lai gần sẽ chăm chỉ hơn thôi. Chứ còn mình, em thấy chồng em quá hoàn hảo. Cứ bước chân ra ngoài đường là chồng em sẽ dầu thơm từ đầu xuống chân, bóng lộn từ đầu xuống chân. Nhưng mà về nhà thì có thể là cởi trần quần đùi, mà em thấy cái đấy nó là điều bình thường. Ừ. Nên với em, chồng em không có tật xấu gì mấy. Đây là gọi là đa chồng đó, người ta gọi là đa quá. Giống như đa con ấy, con làm gì cũng thấy thương, làm gì cũng thấy ok. Không tin, cứ phải có, mình phải giặt lá tìm sâu thôi. Thì lười đó, mới thôi. Thì lười là tật xấu, nhưng mà vừa mới nói đâu. Không phải lười đối với tất cả người khác, đó là tật xấu. Nhưng mà chưa gì là bạo biện liền rồi. Nhưng mà lười thì em nghĩ là em ai chẳng lười lâu đại khái như thế. Không, bây giờ hỏi cái này nè. Không, mình phải giặt lá tìm sâu thôi, phải bươi móc thôi. À, anh ấy có ghen không? Chồng em thật ra là không ghen, nhưng mà lại không muốn vợ ra ngoài đường ăn mặc hở hang. Và thật ra là em đây là cái cảm giác của em thôi, là không, chồng mình không muốn mình tiếp xúc với quá nhiều đàn ông. Sẽ dễ sinh ra tật hư gì đó, nhưng mà bản thân em cũng không thích lắm. Cho nên là chồng muốn sao thì em chỉ ở vậy thôi. Ôi gì không, đấy, có luôn. Nó cũng bạo biện luôn. Có nghĩa là chồng có ghen. Thực ra là chồng có ghen, nhưng mà nói theo một cách nhẹ nhàng một chút là chồng em không muốn em tiếp xúc với nhiều người đàn ông khác. Có khó ăn không? Đó, có, khó ăn lắm ạ, nhưng đó. Mà em cũng khó ăn cùng ạ. Đấy, thấy chưa? Bây giờ moi cái gì ra là hắn cũng biện bạo cho chồng hắn hết. Nói tóm lại là bây giờ á, em muốn chồng em thay đổi điều gì để chồng em trở nên hoàn hảo hơn? Trong mắt em thì em chỉ hy vọng và mong muốn là thứ nhất là chồng sẽ bớt lười hơn một xíu. Không cần phải ngay. Có lười. Có lười nhưng mà bớt đi một xíu. Thứ hai là chồng sẽ... Em mong muốn là chồng sẽ cùng với mình phát triển công ty nó... Em thật sự em mong muốn nó vượt trội hơn nữa, bởi vì những năm qua Covid và sự ảnh hưởng nó quá khó khăn. Doanh nghiệp nào cũng vậy ạ. Và đến cả gia đình mình cũng phải gồng gánh cho rất nhiều nhân viên cấp dưới. Rất nhiều những người khác đang mong chờ vào mình. Nên là em chỉ hy vọng như thế thôi. Hy vọng nhưng mà đừng có quá gọi là áp lực lên. Đúng rồi ạ. Tại thực ra cho tới thời điểm này, các doanh nghiệp mà còn trụ được đã là thành công đó em. Vâng. Nha. Đấy. Nha. Rồi sắp tới sẽ còn rất là nhiều những khó khăn. Trụ được và lo được cho các nhân viên đó. Và làm sao giữ được cái thương hiệu, giữ được những cái gì mà của mẹ để lại, đó là thành công. Dạ. Mẹ. Rồi bây giờ tới em đó Minh. Về tật xấu của vợ em à? Đó. Đúng rồi. Này khó chia sẻ quá. Trong cái gì? Chia sẻ thoải mái. Thực ra nói bảo vợ tật xấu thì cũng không hẳn, nhưng mà vợ em ví dụ là mỗi lần mà thấy em lười các thứ thì vợ em nói nhiều lắm. Nói rất nhiều, ví dụ là kiểu một ngày có thể nói đến vài tiếng đồng hồ về một cái vấn đề mà em đang lười, em đang nằm, em không giúp đỡ vợ cái gì, vấn đề gì này, nói hoài, nói mà mình phải làm đúng không? Nói đến mức là mình kiểu phát điên lên. Cáu ạ. Nhưng mà vẫn không làm đâu ạ, cáu nhưng mà không làm đâu ạ. Làm cho có nhưng mà em vẫn phải làm lại. Đấy là coi như là nói nhiều hay càm ràm. Nó cũng xuất thân từ mình. Một tật xấu. Tại mình lười cho nên là có cái càm ràm, đúng không? Đó. Rồi còn gì nữa? Không, nhưng mà thực ra thì vợ em không chia sẻ hết, thì là em không phải không có tật xấu. Nhưng mà tật xấu đấy thì do bản tính là dễ cục tính. Tại vì bình thường hiền lành các thứ thì nó đi đôi với cả cục. Ví dụ mà vợ mà nói nhiều quá là em có thể rất chỉ là điên, em bỏ ra chỗ khác mà em không làm gì luôn. Nhưng mà tại vì hiểu cái bản tính của mình là cục tính, nên là em sẽ không quyết định hoặc không nói gì vào những lúc nóng tính. Đúng, không có nói đã là. Thế tôi không làm. Tại vì nói là tôi nói nó sẽ bắt đầu. Đã thế tôi không làm. Đấy. Nói nữa. Tại vì đằng nào nói mình cũng đã đi ra khỏi nhà rồi. Luôn. Tại vì đằng nào mình cũng đã bị nghe như thế rồi. Bây giờ mình không làm nữa. Ví dụ mà mình làm có cái vấn đề gì nó sai hoặc là nó không đúng ý của vợ, mình lại bị nói tiếp. Mệt lắm. Đó. Nói mà nói double coi như mình không nghe cái gì. Đúng không? Đấy, thực ra thì vợ em chỉ bị mỗi cái đấy thôi. Là có cái gì nữa không? Càm ràm, đúng không? Càm ràm nói nhiều. Có ghen không? Ghen thì... Sao lại không? Có chứ ạ. Tôi phán luôn, sao lại không? Có chứ ạ, phụ nữ ai cũng ghen hết. Nhưng mà quen cái mức độ như thế nào? Thực ra thì... Mì cây nó có 7 cấp độ, thì ghen nó có mấy cấp độ nào? Ghen thì em nghĩ cũng cấp độ 5, cấp độ 6 gì đấy. Ôi rồi ôi, là dữ. Nhưng mà em không để vợ em phải ghen bao giờ. Tại vì... Nhưng mà trước giờ có cái vụ ghen nào mà nó lớn không? Thực ra em hiểu tính vợ em là ghen nhưng mà toàn giữ trong lòng, nên là nhiều khi chưa chắc đã bộc lộ ra với mình đâu. Có thể nói với mình một cách gì đấy, nói bóng nói gió hoặc là rất nhẹ nhàng,
nhưng mà thực chất ở trong người rất chỉ là đang khó chịu, ghen ngầm đúng không? Mà có bao giờ mình bị bắt gặp cái gì không? Ví dụ như lỡ thả tim, lỡ like vô một cái bóng hồng nào đó. Em thấy là em hỏi liền ạ, mấy cái đấy là chuyện vặt thôi ạ, trừ khi là nhắn tin riêng với một cô nào đấy hay là... Mà trước giờ có bắt gặp không? Dạ không, không có nhắn tin chưa riêng. Bị phốt bao giờ hả? Dạ chưa. Nhưng mà trước khi mà có em bé, để sinh em bé đến giờ ấy ạ, thì chồng em cảm giác như là ông ấy chỉ muốn ra ngoài đường là chỉ muốn thể hiện là mình là một người chưa người yêu, chưa có vợ, chưa có con, nên là cảm giác của mình không được an lòng thôi. Đấy thì nhưng mà chồng em được một cái là rất hay lắng nghe vợ và bảo vệ vợ, cho nên là khi em có chia sẻ về cái việc đấy, em rất là thẳng thắn, em nói luôn là chồng làm như vậy ABC, chồng khiến cho vợ cảm thấy không an tâm, và đấy là lý do vợ không tin tưởng một người đàn ông, nên là muốn làm thế nào thì làm, nhưng mà phải để cho người phụ nữ của mình phải thật an lòng. Đúng. Sau lần đấy trở đi thì chồng em không còn như thế nữa. Đúng rồi. Đấy. Thôi, bây giờ Minh muốn vợ mình thay đổi điều gì? Thực ra em chỉ muốn vợ em nói ít lại những vấn đề mà em lười thôi. Chỉ là nói ít lại thôi, đúng không? Tức là vợ thì ước mơ là chồng bớt lười đi tí, bớt một ít thôi cũng được. Chồng thì lại muốn là thôi vợ đừng có nói mỗi khi tôi lười. Đây là một cái vấn đề rất là cái này nó dài. Tỷ lệ nghịch không lắm nói thì, luôn á. Nếu mà không nói thì làm sao ông làm? Vâng. Không. Nhưng mà với người đàn ông này á, là đấy, hồi nãy là người ta lại cọc ngầm nhá, hiền nhá. Cho nên là càng nói sẽ càng không làm. Vâng. Đấy, càng nói sẽ càng không làm. Với lại... Anh chị chỉ cho em một cách bây giờ làm thế nào để không nói như chồng em làm đi ạ? Nhắn tin. Không phải đâu. Đến một lúc nào đó, tức là thực sự nha. Cái này là chị nói thật sự á, là bạn này á, là năm nay, bạn sinh năm 96. Vâng. Đúng không? Bằng tuổi 96 mà. Thì là cũng với đàn ông trai là chưa phải là lớn, đúng không? Chưa phải là lớn. Nhưng mà với phụ nữ thì là đã đến tuổi chín chắn rồi, trưởng thành, đúng không? Thành ra là cứ chờ bạn đi đến năm bạn khoảng 34 tuổi cơ, lúc đó là lúc đó thực sự bạn trưởng thành cả về sự nghiệp lẫn gọi là cuộc sống. Vâng. Cho nên rằng là bạn này thuộc tiếp người đàn ông tự nhận thức, tự làm, tự sửa. Đừng ai nói gì hết, tại vì bạn đã sống trong một cái môi trường như thế rồi, có nghĩa là bạn sinh ra đời là mọi thứ là nó đã sắp xếp theo cái gọi là bạn không phải phải không, tức là bạn mọi thứ nó đã sắp đặt hết trơn cho bạn rồi. Vâng. Và bây giờ là bạn chỉ việc thực hiện thôi, vì bạn có một bà mẹ quá giỏi. Vâng. Thành ra là em cứ hết sức bình tĩnh trong vấn đề lười. Vâng. Ngay bây giờ mình có thể khắc phục được, nếu như mình không làm, mình mệt không làm thì mình thuê người giúp việc. Vâng. Đúng không? Còn bây giờ cái việc này của bạn này là bây giờ bạn đang phải phấn đấu cho sự nghiệp. Cái đó là vì cái gánh nặng mà mẹ, thực ra cái bóng của mẹ là đối với cả hai đứa quá lớn chứ đâu phải là với một ai đâu. Vâng. Đúng không? Vì mẹ giỏi thật. Vâng. Tại vì chị tin là mẹ em rất giỏi. Vâng. Thực sự những người Bính Ngọ giỏi lắm. Giỏi, giỏi. Em không giỡn mà. Chị à, em vẫn đi khắp thế gian em khoe về chị đó. Nha. Nó khoe mà đó là thật sự. Nhưng mà cực kỳ nhân hậu. Yeah. Thành ra là chính vì cái điều đó bạn này quá hiểu mẹ bạn. Cho nên là bạn phải tìm mọi cách bạn đỡ đần cho mẹ. Thực sự là bạn, cái nung nấu của bạn bây giờ là như thế, đỡ đần cho mẹ là chỗ dựa để có thể cho vợ, cho con có một cuộc sống hạnh phúc nhất có thể. Yeah. Thành ra thôi, cái vấn đề lười thôi. Đừng nói nữa, kệ đi. Đến một lúc nào đó tự nhận thức nó. Yeah. Tại sao vợ mình cũng như mình, cổ vừa phải trông con này, cổ lại sanh nở cho mình này, rồi cổ lại phải làm tất tần tật mọi thứ, thế tại sao mình không chia sẻ? Đến lúc tự bạn sẽ ngộ ra điều đó. Vâng. Đúng không? Tại vì qua cái hình ảnh này mà mình thấy cái người vợ cứ tất bật, tức là vừa thế này vừa thế nọ, làm tất từ việc trong đến việc ngoài, tự nhiên bạn ngộ ra là ngày xưa mẹ cũng thế, ngày xưa mẹ mình cũng như thế. Vâng. Thì thôi mình phải chia sẻ chứ, thương là mẹ sẽ thay đổi thôi, thương mẹ và sẽ là thương vợ, thương rồi lắm, thương con, thương mẹ đấy. Lắm. Đúng rồi. Yeah. Trông vậy thôi nhưng mà rất thương mẹ, chỉ cần chắc động đến rồi. Mẹ thôi. Yeah. Là đấy, hình ảnh của chê phi đó. Y như thế. Thôi xin cảm ơn hai vợ chồng. Dạ. Nghe. Dạ. Rồi hy vọng một dịp nào đó anh Thuận với chị Hồng Vân có dịp ra Hà Nội. Dạ. Sẽ đến với dạ. Dạ, vâng. Em rất hy vọng được đón anh chị ở ngoài Hà Nội. Rồi xin chào.